lao mình thầy bé của chị em ơi, tiếp tục với câu chuyện bảo dưỡng hàng ngày tại shop em nha anh em. Đầu tiên là Vario màu tím, xe này bị tình trạng là sượng chiếc đèn cẩu, kèm theo là qua ổ gà kêu cụp cụp, khắc phục cơ bản nhanh gọn lẹ là xong. Kế tiếp là kiểm tra cho anh trai về cái phần cái nồi, xe đang bị tình trạng giận từng cơn ở giải ga 30, 40, 50. Anh em nào mà đang bị tình trạng đó thì cứ tới mình nha anh em, mình vẫn có nhận làm. Còn xe AB đen ngoài đây cũng kiểm tra về phần nồi, xe này thì chỉ vệ sinh cái nồi, kèm theo là hai bạc đạn muli, thay băng kẹp trượt là xong thôi. Phần bạc đạn muli là mình thấy hầu như xe nào nó cũng bị hết. Anh NVX của anh trai này thì tới hay nhớt thay bộ tháng sau, giá trên trai cái vỏ sau nữa, ẹt 150. Đã làm nồi ở đâu đó 2-3 lần rồi, lần trước có tới mình làm phần chiếc đèn cẩu, bữa nay thì tới làm về phần nồi lại. Tình trạng hiện tại là bị bào bố, ga nhớt như màu xám xi măng, xe NH 150. Sau thời gian sử dụng phần chiếc đèn cẩu đã bị hết mỡ bò, dàn chiếc đèn cẩu lỏng le, mỗi lần quẹo là muốn té, chỉ cần thay một chiếc đèn cẩu mới thôi. Radio ngoài đây của anh trai thay nhớt, kèm theo là hai nước mát, chỉnh sửa cho một số thứ cơ bản như là những cái tiếng kêu ghè ghè phần về con, mấy cái phần đó thì mình không có tính thêm tiền hết nha anh em. AB 125 đen này thì làm full một bộ nồi đội ở đâu đó rồi, xe gầm gừ rất là khó chịu, thì mình kiểm tra đồ thì mình báo cho em trai biết là đây là full một bộ nồi đội, cho nên là cái xe của em nó gầm gừ như vậy đó. Mình chỉ canh chỉnh cho em trai cơ bản cho nó bớt gầm lại thôi, chứ không tuyệt đối 100% được. Ở thắc mo này thì của một chú lớn tuổi rồi, bị tình trạng ì ra đầu ở giải ga 20-40, khắc phục đơn giản chỉ cần vệ sinh cái nồi kèm theo là vệ sinh động xăng là ok thôi. Mưa tới luôn rồi anh em ơi, giờ này là cũng là 2 giờ chiều đó anh em. Cái xe Vario màu tím canh gần từ sáng tới chiều quá kinh khủng. Một số xe trong nhà như là xe Winner thuộc trước sọc ti nhúng xuống không có trả lên được. Tư vấn cho em trai là 2 ti phục mới kèm theo 2 phốt, vừa hết mưa. Giờ này cũng là 4 giờ chiều rồi, em trai Vario này tới cũng vệ sinh cái nồi kèm theo là vệ sinh lọc gió, vệ sinh họng xăng, kiểm tra một số thứ cơ bản. Cái xe này đi mới có 25.000 cây, chưa có vấn đề hao mòn. Sau cùng lẹt 135, tới hai sinh ông dĩa là xong, kết thúc một ngày. Cảm ơn em nha, anh em có nhu cầu sửa chữa khắc phục bảo dưỡng cứ liên hệ cho mình đã ở Mỹ Tho Tiền Giang. Cảm ơn em rất là nhiều nha anh em ơi.